những cái lớp Việt ngữ đều mong muốn là các thế hệ sau hiểu được và biết được tiếng Việt và văn hóa Việt. Để thay mặt cho ban tổ chức, các thầy cô và các em của trường Việt ngữ Lâm Hồng, chúng tôi xin được gửi lời chào mừng thân thương nhất đến tất cả các quý vị quan khách trong khung cảnh ấm cúng rất thân mật của một chiều đầu xuân. Chúng ta lại gặp nhau nơi đây để đón mừng buổi tiệc gây quỹ cho trường Việt ngữ Lâm Hồng kỳ 3. Nói gây quỹ nhưng ban tổ chức cũng không muốn làm mất thì giờ của các quý khách, nên kỳ này chúng tôi sẽ không có những cái buổi auction như những lần trước, nhưng chúng tôi cũng sẽ có những cái raffle tickets. Chúng tôi cũng tha thiết xin mời quý vị ủng hộ, vì những cái raffle tickets đó chúng ta có thể trúng được những giải thưởng rất là thích thú, chẳng hạn như một chai rượu Golden Blue, một cây rượu sao với lại một gift certificate for Round the Baskin Robbins, và một tí xíu nữa thì chúng tôi cũng có những cái door prize, những cái giải cho những cái vé vô cửa, và chúng tôi sẽ biếu đến quý vị. Nhà Nguyễn Thái Học cũng nói không thành công thì cũng thành nhân, thì tôi nghĩ là trường Việt ngữ Lạc Hồng nói riêng và các trường Việt ngữ ở toàn thế giới, ở hải ngoại nói chung, đều có muốn làm sao để gây một cái mầm mống cho các em để có thể hiểu được và biết được tiếng Việt. Bởi vì có hai đặc điểm mà một dân tộc phải cần có để cho mình là một dân tộc độc lập, đó là tiếng nói và văn hóa. Bởi vì nếu mà không có tiếng nói thì sẽ không có văn hóa, mà nếu chúng ta có một văn hóa mà chúng ta nói một tiếng nói lệ thuộc của một đất nước nào đó thì chúng ta là một cái người dân phải lệ thuộc của một đất nước đó. Chẳng hạn như Quebec nói tiếng Pháp thì mặc dù họ ở Canada nhưng mà họ là một người dân lệ thuộc một văn hóa của Pháp. Hoặc là chẳng hạn như Canada là một nước Canada nhưng mà văn hóa của họ ở nước Anh thì văn hóa của họ là lệ thuộc ở nước Anh, và cái đồng tiền của họ cũng có nữ hoàng Anh dân tộc. Thì chúng tôi nghĩ là có thể mình nhìn một cái cách thiển cận ấy, là mình nghĩ là mình chỉ muốn cho các em biết nói tiếng Việt Nam để có thể nói chuyện với ông bà cha mẹ trong nhà. Nhưng mình nhìn một cách xa hơn thì mình gây một cái ấn tượng rất là sâu sắc cho các em, bởi vì các thầy cô là những người mà các em luôn luôn nhìn đến và nhớ đến và học theo. Tôi nhớ tôi còn lúc nhỏ đó, tôi còn Việt Nam thì tôi có thầy có tên là ông thầy hổ, tên của ông thì tôi nghe dữ lắm, nhưng mà thật ra ông rất hiền, ông lớn con, ông cao to con lắm, đầu ông hấp vua rất là thấy cường tráng, và ông chơi cái đàn mandolin rất là hay, mà tôi cảm thấy ông rất là thương tôi, thương đến nỗi mà mỗi khi mà tôi đi học đó, từ nhà đến trường đó, thì ổng nhờ tôi ghé sang nhà ổng để mang cái chuyện mà giống như là ở cái bài đó mang đến trường, rồi khi ổng đến sau đó thì ổng mới lấy quyển đó, thì ổng chơi cái đàn mandolin, mặc dù lúc đó tôi còn học lớp 3 thì cũng có những buổi văn nghệ, thì ổng ở phía sau ổng đờn cái đàn mandolin, rồi cái nhóm ca sĩ nhi đồng của chúng tôi đó cũng hát, thì những ấn tượng đó tạo cho tôi rất thích về âm nhạc. Khi lớn lên thì tôi cũng thích âm nhạc, và lúc đó thì sau khi mà năm 75 thì ba tôi là đi học làm cải tạo, thì tôi chỉ có thấy
ông thầy Hổ là ông thầy mà có thể là nói là một người thầy cha. Bây giờ thì mấy em cũng vậy, mặc dù gặp gỡ các thầy cô ở trường chỉ một ngày một tuần thôi, nhưng tôi chắc rằng các những ấn tượng của các em rất là đặc biệt đối với các thầy cô. Bởi vì các thầy cô ở trường bình thường ở trường Mỹ đó thì họ rất là bắn bóc, họ cứ dạy, họ cứ hết lớp này cái lớp kia. Nhưng những thầy cô ở trường Việt ngữ là Hồng chẳng hạn, nhưng hoặc là các trường Việt ngữ khác, Hồng Bàng, Văn Lan, hoặc là các trường Việt ngữ khác rất là gần gũi với mấy em, dạy từ chữ một. Chương trình hôm nay chúng tôi có rất nhiều ca sĩ, có đặc biệt sự hiện diện của ca sĩ Lex, ca sĩ Thùy Trang và ca sĩ Trường Thiên. Theo lẽ chúng tôi cũng có ca sĩ Anh Thư, nhưng vì lý do cá nhân ca sĩ Anh Thư đã không đến được tối hôm nay, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị. Và bây giờ thì để bắt đầu buổi tiệc gây quỹ tối hôm nay, chúng tôi xin chúc quý vị một buổi ăn thật ngon, và chúng tôi cũng xin nhân cơ hội này cảm ơn ban tổ chức là đã cho chúng tôi một cơ hội để gặp gỡ trong một cái buổi chiều rất là đẹp như ngày hôm nay. Trong suốt một cái tuần làm việc mỏi mệt, chúng tôi có một cái cơ hội để mà thư giãn, để mà hàn huyên với nhau, thì một cái cơ hội đó đối với tôi và đối với xã hội trong bên nước Mỹ này rất là hiếm. Một lần nữa cảm ơn ban tổ chức đã cho chúng tôi cơ hội để gặp gỡ nhau. Và bây giờ với lại một cái tin vui là chúng tôi được biết là buổi tiệc hôm nay vé đã bán gần hết, có thể là được sold out, nghĩa là một cái khích lệ rất là lớn cho ban tổ chức, vì họ đã rất là khổ công để tìm được một cái chỗ mà nó tốt hơn là những cái chỗ mà chúng ta đã có hai lần trước. Thì tôi nghĩ quý vị cũng đồng ý với tôi là cái chỗ này nó rất là khang trang và rất là thích thú cho chúng ta để mà gặp gỡ như vậy. Bây giờ chúng tôi xin mời âm nhạc lên sân khấu. Âm nhạc quý vị cho xin âm nhạc xin 5 phút nữa để có thể chuẩn bị. Một lần nữa chúng tôi xin chúc quý vị một buổi ăn thật ngon. Quý vị đừng quên là đến cái quầy nước ở kế bên phía sau, có hai anh lúc nào cũng đợi sẵn để mà phục vụ quý vị. Chúc quý vị một buổi ăn thật ngon. Lina ơi, khán giả đang đợi kìa. Lina ơi, sexy quá. Đi giống model quá. Trường này là trường là học
Từ Việt ngữ lạc hồng. Yes. Quý vị yên lặng cho Phúc xin một phút yên lặng được không ạ? Dạ, cảm ơn. Quý vị ơi, chúng ta ai cũng đến đây coi như là muốn gây quỹ để giúp cho trường lạc hồng càng ngày càng vững mạnh. Và chúng ta muốn đi đến đây để dạy, chúng ta muốn gây quỹ để giúp cho trường có một cái quỹ để giúp cho các em học tiếng Việt, đọc tiếng Việt và hiểu tiếng Việt. Có phải không quý vị? Đây là những người phụ huynh rất là yêu nước của mình và muốn để bảo tồn tiếng Việt và ngôn ngữ của chúng ta, thì chúng ta phải đoàn kết với nhau để giúp cho trường Lạc Hồng càng ngày càng tiến mạnh hơn. Tôi cứ đúng không ạ? Nếu mà đúng thì cho Phúc một bộ. Thank you. I didn't even know I was hurt, but okay. Alright, 7 ngày đợi mong. Thật ra bài nhạc này rất là dễ thương. Những người thương yêu nhau, bồ bịch với nhau, cứ hẹn nhau rồi giận nhau. Nhưng mà quý vị thật ra là những người yêu Phúc tối hôm nay, tại vì Phúc cũng đợi bài, quý vị gặp quý vị 7 ngày rồi. Hôm nay mới gặp được quý vị thì xin quý vị thức nhạc phẩm bài hài được không? Đây, quý vị. Bóng anh chẳng thấy rồi, nhà
thank you. Cũng xin giới thiệu Lina cũng là cô giáo dạy học của trường Hồng Bàng. Người ta có nói đó là nếu mà mình uống rượu, nếu mình uống thuốc nhiều đó thì mình sẽ sống ít lại 10 năm. Còn nếu mình uống rượu nhiều quá đó thì mình cũng sống ít lại 20 năm. Và mình nếu mình yêu người mà người không yêu lại mình đó thì mình chết từng ngày. Thành ra trái tim thật thà cũng có nhiều khi thiệt thòi. Bây giờ thì chúng tôi cũng có một cái giọng ca cũng đã đến với chúng tôi hai lần trước, giọng ca rất là điêu luyện, và cô cũng đã xuất hiện trong chương trình Thúy Nga TV cũng nhiều lần. Chúng tôi xin quý vị cho chúng tôi được mời ca sĩ Trường Thi lên sân khấu để chúng tôi có một vài câu hỏi cho ca sĩ Trường Thi. Mời cháu Trường Thi. Có đặc điểm của giọng ca của Trường Thi đó là một cái là rất là điêu luyện, mà chúng ta phải lắng nghe thật rõ mới có thể appreciate được, có thể cảm nhận được. Bây giờ Ashley, ca sĩ Trường Thi, chú và cháu cũng có cơ hội làm việc với nhau đã hai lần rồi, thì cháu cho chú biết và khán giả biết cháu đi hát từ lúc nào, và hiện giờ chương trình văn nghệ của cháu ra sao? Dạ, trước hết Trường Thi xin kính chào tất cả quý vị có mặt đến hôm nay và chào chú. Để trả lời câu hỏi của chú thì con đã hát từ rất con bé và và như bây giờ thì cũng thỉnh thoảng đi hát show, nhưng mà như show vừa nói ngày hôm nay được ban tổ chức mời, nhưng bây giờ Trường Thi cũng còn đang đi học và đi làm nên cũng không có được dịp hát nhiều, nhưng mà Trường Thi rất là hân hạnh được ban tổ chức mời vào lần nữa ngày hôm nay để hát cho quý vị nghe. Trường Thi có thể cho chú và khán giả biết hiện giờ Trường Thi đang học ở trường nào và đang học ngành gì? Dạ thưa chú, bây giờ con đang học ở trường University of Washington và con đang học ngành Political Science. Wow, political science, both sides. I'm telling you, people who go for both sides, thường thường đi học both sides thì thường thường là sẽ tiến đến một là luật, hai là something else, politics. So, nhưng mà mấy người mà đi both sides thì thường những cái óc của họ nó rắc rối lắm. Trường Thi đầu óc có rắc rối không? Thế chứ thì cũng phải bình tĩnh thôi. Bây giờ thì chú nghĩ là khán giả rất là mong mỏi cái giọng hát của Trường Thi, thì Trường Thi có thể cho chú biết Trường Thi hát bài gì không? Dạ thưa chú và cũng như thưa quý vị, thì bài đầu tiên Trường Thi sẽ trình bày là một bài nhạc phẩm điệu rumba được mang tên Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng của phần đầu. Và bài kế tiếp chúng tôi xin gửi đến quý vị là một bài hơi lạ một tí xíu nhưng mà một bài rất là hay của nhạc sĩ Lê Văn Quỳnh được mang tên Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
với chúng tôi là ca sĩ Trường Thi có một giọng ca rất là ngọt ngào và rất là quyến rũ, quý vị. Nếu mà quý vị đồng ý, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật to để khích lệ với ca sĩ Trường Thi. Hồi nãy thì chúng tôi thật sự là quên hỏi là Trường Thi học tiếng Việt Nam ở đâu mà hát hay như vậy. Tôi nghĩ là Trường Thi we gotta find out, mình có thể là mình còn phần hai, mà the next time we'll ask that question. Và bây giờ thì chúng tôi thường thường người ta nói nghệ sĩ thì có một cách diễn tả rất là tiếng Mỹ, nó gọi là ecstatic, nghĩa là rất là hào phóng. Một người nghệ sĩ thì nhiều người họ diễn tả rất là hào phóng, họ không có màng đến người đời, nghĩ là họ ăn mặc cái đúng mốt hay là chuyên diện có đúng như là tất cả những đại đa số là không. Thì một người ca sĩ kế đến cũng không ngoài cái ngoại lệ đó. Chúng tôi muốn nói đến ca sĩ Alex. Anh có một cách trình diễn rất là sôi động và cũng để thay đổi bầu không khí. Chúng tôi xin mời ca sĩ Alex lên sân khấu để giúp vui cho chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tất cả quý vị, chúc tất cả có một đêm nghe nhạc thật vui. Và nhạc phẩm đầu tiên cũng như thay cho lời cảm ơn tất cả quý khán thính giả Mạnh Thường Quân đã ủng hộ Việt ngữ Lạc Hồng Triệu Gói Hoa Hồng. Chào cho nàng. Thôi đầu em, anh chỉ là phụ
Thank you. Chị ơi, em gặp chị hôm nay em sợ. Lần rồi chị cởi áo em. Hôm nay chị lấy cả bạc của em. Và lần sau đó em không biết cái quần em còn mặc được cái không. Phần nhạc phòng kế tiếp. Một nhạc phòng đó ha. Cha-cha-cha, right? Yeah. Chương trình phẩm I Need To Know. Thank you.
Nếu như ngày đó bây giờ nói đủ cái gì đó nè, xin mời bạn.
sâu. Nếu như ngày đó tình yêu không phai màu, thì giờ đây ta đâu phải xa nhau. Nếu như ngày đó em không lừa dối, thì tình đôi ta đã không lạc lối. Bước trong chiều tối, nghe lặng đời tôi, một mình tôi về trong xa xôi.
chúng ta có các điều với những phong tục tương đối là khác nhau và những thổ ngữ cũng tương đối khác nhau và những danh từ của những thổ ngữ đó có gì khi chúng ta nói một miền và miền khác cũng không có hiểu được. Vừa qua thì ca sĩ Thu Hằng đã cho chúng ta thấy sự đa dạng của dân nhạc Việt Nam và nhạc phẩm dẫn thị trường. Và sau đây, giọng ca của cô đã được biết đến rất quen thuộc ở tiểu bang Washington cũng như các tiểu bang khác. Vì cô đã mang lại sự thích thú của dòng nhạc vàng. Giọng hát của cô ở đây là cho chúng ta những giây phút thật là vui nhộn cũng như những giây phút thật là cảm hứng với những dòng nhạc thua, với những dòng nhạc chỉnh, với những dòng nhạc vàng. Sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi thưởng thức giọng ca của nữ ca sĩ Thùy Trang. Thùy Trang xin kính chào quý vị. Đây là một niềm vinh hạnh rất lớn đối với Thùy Trang được các cô thầy của trường Việt ngữ lạc hồng. Thùy Trang một năm kia có hát cho trường Hồng Bàng và năm nay hát cho trường Lạc Hồng thì Thùy Trang muốn nói rất là rõ cái tên, chứ nếu còn mà nhập nhầm là nay là Hồng Bàng mai Lạc Hồng cũng được. Các cô thầy ở trong trường Lạc Hồng rất là buồn, cho nên đây là cái niềm vinh dự mà Thùy Trang luôn được hát cho quý vị trong những bất cứ cái chương trình nào hay có bóng dáng người Việt Nam, là Thùy Trang luôn luôn cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Bởi vì mình còn hát được tiếng Việt dài dài, nếu mà các thầy cô giáo cứ tiếp tục dạy tiếng Việt cho các em. Thùy Trang rất là mong muốn chương trình này, những cái công việc tốt đẹp này sẽ tồn tại mãi mãi. Mà nếu không có cái sự ủng hộ của quý vị, của các bậc phụ huynh cũng như quý vị khắp nơi, thì những công việc tốt đẹp như thế này khó mà thực hiện được. Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho những trường Việt ngữ Hồng Bàng và Lạc Hồng và tất cả những trường Việt ngữ ở đất Hoa Kỳ này, hay là nói riêng ở thành phố Washington của tiểu bang Washington này. Trong đêm hôm nay thì Thùy Trang thấy kể cả cô giáo rồi các em thế hệ trẻ cũng đã đóng góp những cái bài hát rất là hay. Trong lòng cảm thấy rất vui bởi vì mình được thưởng thức hôm nay lên đây trình diễn cho quý vị nghe và cũng được thưởng thức những tiếng hát rất là hay. Và sau đây Thùy Trang cũng xin cho quý vị một bài hát được mang tên Nếu Xa Nhau của nhạc sĩ Đức Huy. Trong cái đêm hôm nay thì đang gặp một số người yêu cầu Thùy Trang những bài hát mà nếu mà có dịp thì Thùy Trang sẽ lần lượt hát những bài đó, nhưng mà vì cái bài này Thùy Trang đã gửi cho ban nhạc nên xin mời quý vị thưởng thức tài năng của ban nhạc do trường Việt ngữ Hồng Bàng cùng hợp soạn với nhau. Xin mời quý vị thưởng thức. Em đã
quý, đáng yêu quá. Quý vị rất là tử tế đối với âm nhạc chúng tôi và tất cả các anh chị em đến đây để phục vụ chương trình văn nghệ cho quý vị lấy làm hài lòng và cứ muốn hát mãi cho tới khi mình không có hát nổi. Quý vị thật là dễ thương. Sau đây Thùy Trang xin trình bày một bài hát được mang tên Mưa Hồng của nhạc cổ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cảm ơn anh Phan Vũ Ngọc đã làm việc rất là vất vả để mà provide một cái chương trình, một cái âm thanh trong một đêm mà có dạ tiệc và dạ vũ như thế này rất là khó khăn. Xin cảm ơn anh Phan Vũ Ngọc rất là nhiều. Life too short.
nhưng mà cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ với cuộc đời. Xin quý vị hãy yêu lấy cuộc đời mình và yêu lấy những gì mà cuộc đời đã ban cho mình để sống có ý nghĩa hơn. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây chúng ta xin mời quý vị thưởng thức một bài hát. Một lát mà Thủy Trang hát một bài mà Thủy Trang gửi cho ban nhạc. Nhưng mà bài này có một người gặp Thủy Trang nói rằng: "Ôi hay mùa xuân tới, sao không hát một bài mùa xuân? Mình mơ về mùa xuân nhiều, sao lại không thấy mơ nàng mơ đến?" Thôi thì Thủy Trang xin gửi đến quý vị bài hát của cố nhạc sĩ Ngọc Bích được mang tên Một Chiều Xuân. Ngày kia mình còn có gặp nhau hay không? Trường đời khó nói.
Cho nên Thủy Trang yêu tất cả quý vị và muốn tặng đến quý vị một bài hát của cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương được mang tên Cho Lần Cuối. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất,
Nga, Định Châu, từ số ca giảm. Ôi tiếng Việt, suốt đời tôi bất ngờ, quên nỗi mình, quên áo mặc cơm ăn. Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá. Tiếng Việt ơi, tiếng Việt âm tình. Cảm ơn. Sau đây là chi tiết quan trọng trong cái buổi fundraising của chúng ta. Tôi xin quý vị quan khách, các phụ huynh học sinh, xin cho tôi một vài phút để tôi trình bày về tài chính của trường Việt ngữ Đại học. Xin cho tôi một vài phút, tất cả các anh chị, tất cả phụ huynh quan khách. Tôi xin trình bày về tài chính của trường Việt ngữ Đại học từ năm 2012 cho đến năm 2013. Trường phải trả tất cả là 19.300 đô la cho năm học 2012-2013. Số tiền còn trong checking account của trường là 80 đô la và 30 cent. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt tại nơi đây. Là vì sao? Như tất cả quý vị đều biết, tất cả các phụ huynh, tất cả thầy cô của trường là đều là thiện nguyện. Chúng tôi lái xe đến trường dạy dỗ cho các em trong suốt một năm học, tốn tiền xăng tất cả mọi thứ, nhưng mà tất cả là volunteer. Cái số tiền mà tốn tiền mà tốn nhất cho trường Việt ngữ Đại học là cái số tiền mà chúng ta phải trả cho Everett School District in order để mà có phòng đốc của họ. Thành ra là chúng ta thu của tất cả các em là 150 em trong một năm học, rồi trong đó có sách giáo khoa, trong đó có bảo hiểm, trong đó có tất cả những lệ phí, tất cả những số tiền còn lại. Thì như các bạn nhìn thấy, cái số tiền hiện nay trong ngân quỹ của trường là khoảng 80 đô la. Cho nên là cái điều tôi muốn mong muốn gửi đến tất cả các bạn học sinh, cũng như tất cả các bạn quan khách, cũng như là cả cộng đồng Việt Nam của chúng ta, là dạy dỗ tiếng Việt cho các em, không có dạy dỗ văn hóa cho các em, không có, nhưng mà tìm được một nơi, tìm được thầy cô để dạy dỗ cho các em là điều cực kỳ khó khăn. Cho nên là tôi xin phép nhắc nhở tất cả các anh chị, đây là các quan khách, là đây là cái công việc thiện mà nó có ý nghĩa tốt đẹp, đóng góp cho con em chúng ta trong tương lai. Tôi xin thay mặt cho trường Việt ngữ Đại học gửi đến tất cả các quý vị học sinh, phụ huynh học sinh, tất cả các quý vị quan khách, tất cả các thầy cô, và nhất là các em đã bỏ thì giờ để đến học tiếng Việt ở trường. Tôi xin thay mặt hết sức cảm ơn. Thank you.
vài lời cảm tạ ý kiến đối với quý vị quan khách. Cảm ơn quý vị.